Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay tôi chơi gian đi đường Tà Hàn Xe Ra và đối đầu với vị tướng Ngộ Không nhé mọi người. Để xem kèo đấu này ai win ai thắng thì mọi người hãy cùng theo dõi mình nha. Rồi, nói chung giờ trước hết nâng tí Ngộ Không thì mọi người nên nâng cho tôi cái giày hộ vệ đầu game nhé mọi người. Nâng giày hộ vệ đầu game, rồi cuối game thì có thể bán đi lấy lưng giày kinh cường sẽ lợi thế hơn giày hộ vệ nhé. Rồi, đối với Ngộ Không thì tôi cứ thẳng tiến ra gõ cấp 2 thôi. Nó bay vô gõ tôi là nó sẽ chết nhé mọi người. Mình từ từ đã, phải để góc đẹp đã. Đây đây này, gõ này cứ kệ nó cho nó gõ vào luôn. Rồi, chắc nó chí mạng rồi mọi người ơi. Kiểu gì tôi sẽ lên cấp 2 trước. Rồi, cứ đánh này, rồi đánh nuốt này, đánh này, nuốt chém thường này. Nó mất cái tốc hành nhé mọi người. Đó, đi Ngộ Không chỉ có vậy thôi. Nói chung là Ngộ Không nó muốn ăn mình á, nó muốn ăn gian á thì tôi thường thấy nó phải hên cực hên lắm rồi, kiểu nó gõ là chí mạng liên tục mọi người. Đó. Chứ lại thì mình thấy còn không, nó không có gì là khó hết á. Rồi mọi người cứ bình tĩnh đánh thôi. Nói chung là đầu game con nữa không nó yếu lắm, đừng để nó xanh quá được. Rồi nó xanh quá thì mọi người biết chơi khó thôi, chứ đầu game còn không nó yếu xìu à, nên cứ thoải mái mà chơi thôi. Nó mà ra gõ mình cái là tôi đấm cho nó luôn đấy. Rồi đấy, chẳng qua là cái pha đầu đấy là tôi bổ cho một còn hơi sớm chứ. Ôi là vì ấy bạn này, chém thường này. Rồi ok, kể nó đi nhé mọi người. Đó. Không biết nào nó đi chưa ta. Rồi, bây giờ thì đợi xíu nhé. Đấy, nắp nó xuống dưới rồi. Bây giờ nhé, đây. Rồi, bố chém này, chém thường này, đánh thường này. Ô, tôi xong rồi, nhưng mà không sao, tôi sẽ lên cấp 4 rồi này. Ulti bắt không mọi người, hôm nay nó mất tốc hành rồi. Bắt nó không đổi mạng nhé mọi người. Rồi, xin nhẹ mạng này, từ chém quá, kép. Ừ, hên quá, tôi vẫn chém kịp chết nó ấy. Trời ơi, à, quỷ nắc này chứ, tôi tưởng nó đi rồi chứ. Trời ơi, mới đầu game cam tôi hoài ra, khó chịu nha. Rồi, dù là kệ đi. Đó. Ê, mít, đừng có nấp. Trời ơi, ra cover rừng rồng cho em mình kia. Ui ôi, mọi người thấy chưa? Rồi, mít thì rừng mình thì đang ngồi ăn rồng. Ông mít, ê né này. Ông mít thì ông vẫn ngồi đứng ngoài canh thôi. Rồi, nó tem chết mất rồi, giờ mới chịu vô, này luôn. Nói tới nha, ui ôi, Ngộ Không xuống dưới nữa kìa. Rồi, chết hết không, Ngộ Không kìa. Rồi, bây giờ kệ nó đi, từ tem lui nhé mọi người. Tem lui thì nắc ở gần đó đó, bây giờ tôi sẽ qua tôi cướp con quái nhỏ này này. Trời ơi, nắc ăn được AD rồi mọi người ơi. Thở ơi, nể luôn. Rồi, đi kéo map lên đây xem cái lính nào. Ok. Trời ơi, tay nó lắc kìa. Đó, mấy nay tôi đang tập ghi map mọi người ơi. Tập ghi map nhưng mà nó vẫn chưa quen. Ghi một cái là nó cứ lắc màn hình mọi người, kiểu say vừa nãy mọi người. Rồi mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ thì nấp đây đợi Ngộ Không nó ra thôi nha. À thôi, tôi nghĩ lại rồi, nấp ở bụi dưới tòa thần, nếu có gì còn lấy sai tòa thần mọi người ơi. Rồi, à đây, nấp đứng đây nè. Từ đây, à thôi, hay đứng bụi ở đây này, Ngộ Không này mọi người. Rồi, bây giờ thì đứng bụi trên nhé mọi người. Từ để tôi vòng ra đứng bụi trên đấy, đợi tránh lộ sai nhá. Rồi, Ngộ Không nó ở dưới kia, giờ cứ đợi thôi, cứ đợi. Ui giời, con nấc kìa, khả năng nó ăn tòa thần nhé mọi người. Thôi, khả năng là tà hần đấy, biết ngay mà. Đây này. Rồi, nhưng mà kệ đấy mọi người, đợi tôi sẽ đánh Ngộ Không nhá. Rồi, đánh này, đánh thường này, bổ này, đánh thường. Ôi, lùi ngay. Ui da, chết ba rồi. Vãi nồi thật. Rồi, né nhá mọi người. Trời ơi, vãi nồi. Trời ơi, dính con tim Lumia. Rồi, ui ôi, vào đánh trụ bình quá nè. Rồi, bổ này, đánh rồi, tốc biến này, né chiêu con nắng này, chém thường này. Ui, hên quá, vẫn sống rồi ơi. Vãi nồi, ca mình lắm thế. Từ từ nào. Trời ơi, cam mình trong mùi Ngộ Không bị chết luôn rồi. Ui xui quá à. Pha đó bị Illumia dính triệu, xém hơi chết. Trời ơi, hên là pha nó bọn nó vào chỗ tôi vẫn còn xử lý kịp, không có là toang ba pha đó rồi. Rồi, bây giờ thì biến về nhé mọi người. Đấy, nói chung là hên là nhờ sống lắm mà nhờ có cái giày hộ vệ ấy, mọi người. Đó là thấy cái giày hộ vệ đầu game nó lợi thế nào chưa? Mấy con mà đánh thường á, mấy con đánh gây đam á là nó chém giảm thanh thường đấy, nên là cái giày hộ vệ nên mọi người đi mấy con mà gây đam to dù không á, nên mấy cái giày hộ vệ đầu game là rất lợi nhá, không có không vào đam đâu. Rồi bây giờ thì chém quái này rồi đi ra farm thôi nhé mọi người. Nói chung là cứ đi lách ăn một vài con quái rồi dừng đi. Tem mình cũng không ở dưới anh ở dưới thôi, mình đang ở trên cao quá nên là mình sẽ tranh thủ mình lấy trụ nhé mọi người. Rồi đó, đánh quái này, nhưng mà quái này nó đam to quá là bắn gần chiếc xe rồi nha, chắc phải đợi lịch sau thôi. Trời ạ. Rồi, tranh thủ vô ăn đây, ăn cái con quái nhỏ này. Trời ơi, Ngộ Không nó xuống dưới anh, nó ăn được cả rừng, cả AD mình luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi. Đấy,
trong trận này tôi thấy team tôi hơi thất thế xíu, nhưng mà không sao nhé, tôi sẽ cứ cố gắng tôi tạo thế cho team thôi. Tập này team mình hay lên cao quá, tôi không có đứng đây nè. Rồi, không đâu, con nắng hết mana rồi là tôi sẽ lượm con bồ đỏ nó nhá. Nó không dám vào đâu. Rồi giờ cứ lượm bồ đỏ thôi. Ok, làm gì đấy, thôi. Rồi. Nè, chém thường nè, nắc đầu. Bộ này. Rồi, ulti này. Chạy thôi, hù mày thôi. Đây này, cánh thường này, bộ đây. Ui. Không phải đó không chịu bổ nó một phát nhỉ. Cố ăn rướn rướn người bắn một phát bổ phát có khả năng là tôi chém chết nó luôn mọi người. Rồi. Thôi nhờ, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy cái dài hồ vệ nó lợi hại thế nào chưa? Nó bổ mình, nó đánh tôi mà tôi thấy hai gậy chí mạng ấy, 3-4 gậy chí mạng rồi á. Cả gậy những thường mà tôi không bằng miếng đào luôn. Đó. Nên là đừng điên mà không, mọi người cứ nâng nhiều giáp vào nha. Đó, mặc dù trận này không có hút máu, không có hồi máu hết, nhưng mà tôi vẫn nâng cái đào nha. Mục tiêu lại bởi vì cái đào nó vừa trâu mà nó cũng vừa có đào ấy mọi người. Đó. Thường build đồ đi đam đường top nhá. Còn mọi người muốn build đồ thủ hơn á thì mọi người sẽ thay cái bức phước kiếm thành cái áo choàng giả, đúng rồi. Đó, nói chung chỉ cần thay cái đó thôi. Rồi, còn hơn chương choi thì vẫn nên nâng nhá. Đi top là hơn chương choi thì cho nó trầu xíu thôi. Nhưng mà mọi người, tôi thường là tôi sẽ nâng choi và tôi sẽ xem trường hợp là tôi sẽ nâng cái nang luôn. Đó. Nếu mà trận nào mà tôi thấy tôi xanh quá là tôi không cần nâng cái thần và tôi sẽ nâng thẳng nang luôn. Đó, còn trận nào khó tí thì tôi sẽ nâng cái thần nhá mọi người. Rồi, cô chém nắc này, chạy đâu? Rồi lướt ngược lại đúng không? Rồi chạy đi, chém này, ulti này, bắt này, nhưng mà thôi chạy nhá mọi người. Ui, chết bà rồi, dính qua lít rồi. Trời ơi, qua lít ra, đấy. Ui ôi, ông AD ông fit nhiều mạng thế mọi người. Rồi ông AD fit 4 mạng rồi. Trời ơi. Đấy, cái mạng này tôi đang tính múa xíu, nhưng mà tôi qua lít đâu không ra, tôi múa được 2 đứa rồi đó. Thằng Alice nó ra nó cập lặng tôi, cái tôi đi không được mọi người ơi. Tại vì nó cái giày kim cường mọi người, là cái giày hộ vệ mọi người biết rồi, mấy con mà không chế hay choáng vậy. Là nó lâu ối rồi luôn, nó lâu hơi bị lâu luôn. Cái chiêu của nó choáng là gọi là lâu thì mọi người biết thừa rồi. Trời ơi. Đó nên là tôi mới thường hay nói là cuối game thì mọi người lên bán cái giày hộ vệ, lên giày kim cường nhá. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên đường trên thôi. Đó, trận này AD bị cam nhiều quá, chết liên tục luôn. Chết 4 mạng liên tục rồi. Rồi, đấy mà mọi người thấy nãy mà mọi người thấy vàng của tôi chưa? Khả năng nó săn ăn được 4-0 thôi. À, tôi vàng tôi bằng nó là ui rồi thừa hàng một không, nó lên ăn chơi ngờ là vẫn cố lấy cái trụ. Rồi nói chung là vàng không, nó không chưa có phế đâu mà nó cố ăn trụ ấy là tem tôi lời rồi. Nói chung là mất trụ thì cũng chịu thôi chứ sao giờ. Rồi bây giờ thì ra đây farm của AD nhá. Trận này có thằng John kìa, nên là cố gắng làm sao mà để không cho tí tôi kiếm cách tôi bắt thằng John mọi người. Thằng John trận này nó cũng được chơi game đấy, nên là bình tĩnh nhá. Rồi rồi. Đó, nói chung là gặp thằng John thì tôi đi top thì tôi ít sợ lắm mọi người, bởi vì có tốc biến mà, có tốc biến là bắt thằng John chết rồi mà. Có tốc biến thì cứ lao thẳng tốc biến vào người nó bắt thôi. Nên là gặp John đi thường tôi đi top thì ít sợ mấy con nào, bởi vì đi top nó có tốc biến là cứ lấp bụi xong rồi ê nó ăn rồng đi vào đuổi ra. Đấy, biết ngay mà. Đấy, mọi người cứ nhìn map thôi. Nhìn map rồi đi vào không cho nó ăn rồng. Thằng John nó thấy mình vào nên nó bỏ rồng mọi người. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì qua đây farm con quái này xong rồi đi xuống đường dưới farm tiếp nhá mọi người. Từ từ nhá em ơi, bình tĩnh nhá. Tôi lui nhẹ đi. Bây giờ tôi xuống đây tôi farm. Đó, mọi người thấy con quái nhỏ nữa không? Nói chung là gặp đâu farm đó, cứ farm thôi. Ui giời, thằng nó qua đây này. Đây, mình làm gì đấy? Đánh thường này, đau này. Nè, ulti này, nách này. Chạy thôi mọi người. Ui má, thế nó đông. Hên đấy mọi người. Hên đấy. Thế mà pha đó con Illumina nó ném hụt chiêu đấy. Chứ cái pha đó mà tố mà dính cái choáng của con mít nó cái là thôi là khả năng tôi lên bảng khá là cao nha. Rồi. Đây kìa. Ừ hay quá em ơi. À cào chết được AD với cả ăn được con hộ khỉ rồi. Rồi một pha combat khá là lời nha. Rồi bây giờ thì tranh thủ đi kiếm gì pha thứ thôi. Ui ôi mít ơi thấp thôi nha. Đừng có cao quá nha. Cao quá là tớ là nó bay lên nó giết cho bảo sao lại không nhớ thước ấy. Rồi kìa gặp nắc kìa. Từ đấy thấy chưa, thằng nắc truyền thuyết rồi, tốc biến này, đánh này, ui băng xương rồi kìa, này bố này, ui xui thế, cay thế. Ơ kìa chết rồi con chuột. Ôi tôi đi ra quả trụ mà tôi đi kiểu gì này. Ui thằng nắc nó chạy được kìa, pha đó không ăn được thằng nắc nhỉ, ăn được thằng nắc là sắp đau rồi.
Ui, tôi di chuyển kiểu gì này? Tôi di chuyển đập mặt vào tường xong rồi nó đi lên đi xuống mãi vào. Ui, trời ơi, chết dở rồi. Trời ơi, AD farm nãy giờ farm tốt ghê mọi người. Rồi, AD này cũng ok đấy. Rồi mọi người nãy thấy phế 04 giờ vàng nhất team rồi, vàng hơn cả tôi nữa. Rồi, chúng là AD mình đang được farm rồi nên là cố gắng khả năng trận này AD mình sẽ gánh team nhé mọi người. Nè bắn đi, bắn đi. Ừ hay quá nhưng mà chết mất mid thôi. Rồi, còn bây giờ thì di chuyển xuống từ từ nha. Di chuyển xuống đây, farm bãi quái này. Rồi, còn giờ team mình, team tôi lính thấp có người ơi, chả có sai gì hết nên là đánh cẩn thận vào. Rồi. Đó. Kìa, dừng kìa. Vô bỏ đi. Lấy trụ đi. Xong rồi bây giờ đây. Thằng đắc này đây. Dí được không? Rồi, chém được này. Ui không bắt được kìa. Trời ơi, mà không sao. Ui giời ơi, dính choáng nữa chứ. Con giò này bắt đầu sấy lấm thấm đau đầu ấy nhá. Rồi, vô chém này, lướt này, chém. Ui, lướt thủ đám rồi. Trời ơi. Lớn xíu nữa là ăn không vào lưu rồi, nhưng mà thôi kệ đi không sao đâu. Nói chung là lớn lâu quá, tí con giò nó sấy phát là hết máu nữa, mất công lại về mệt lắm. Rồi. Bây giờ thì tranh thủ ăn con tà hận nhé mọi người. Ôi, chết mất ấy rồi. Trời ơi. Này, bổ này, đánh thường này, yếu không này, yếu không cho mọi người, không sống ở đâu. Hay quá AD ơi, chấm dứt được thằng nát rồi. Đó, trận này AD mình cũng biết chơi, cho đầu game bị ép quá nên là fit nhiều thôi. Rồi, bây giờ tranh thủ vô lượm mấy con quái này nhé mọi người, lượm không cho giò nó bắn. Đây, nắp đây này, nắp đây này. Ui dồi ôi, AD bắn hết. Ui. AD phần này hay vậy. Đánh hết luôn rồi. Rồi, đây này nhá, tôi có tốc biến nhá mọi người. Từ từ. Đây. Đánh trụ này, tốc biến này. Ui, không tới rồi. Trời ơi. Thôi phí tốc biến này. Cứ tưởng là nó sẽ bị quay ngược lại dùng chiêu chứ là tôi tốc biến thẳng lên luôn, chứ là không đủ sai rồi. À không đủ tầm chứ. Rồi, bây giờ thì vô ăn con rồng, à con ăn con tà hần nhá mọi người. Nói chung là có lợi thế là phải ăn mục tiêu. Như tôi nói rồi, trận này clip nào tôi cũng nói rồi. Nhưng mà mọi người biết cái sự tầm quan trọng của mục tiêu đúng không? Và cực kỳ quan trọng đấy là phải ăn mục tiêu chứ mọi người. Có lợi thế là phải ăn mục tiêu liền. Đúng mọi người mà không ăn mục tiêu là tem thất thế đấy. Để tem bạn ăn được là tem bạn, nói chung là có mục tiêu nó lợi vãi nồi luôn á. Cái gì cũng nó cũng tăng rồi, đam tăng, máu tăng rồi, lính tăng, cái gì cũng tăng hết. Nên là nó mạnh lắm rồi. Bây giờ thì nấp đây. Ok thằng nấp này. Rồi chém thương này. Ui. Tưởng ấy chứ, nồi bắn bộ này. Ui đau ulti chạy thôi mọi người ơi. Trời ơi, phải nói mà cố rửa thằng một không là có khả năng chết cao đấy. Đấy, một không bắt đầu nó có suy nháp, nó có bắt đầu đau rồi đó mọi người. Rồi. Bây giờ thì kể đó đi, bây giờ tôi sẽ ra farm đợt lính này xong tôi sẽ biến về nha, hết mana rồi. Đó, em thì ăn con một con rồng đi mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì con bộ này biến về thôi, biến về. Rồi, trận này AD mình được gánh, AD đang gánh team mọi người ơi. Trận này AD mình đang được gánh nên là cứ cố gắng cover cho AD thôi. Đi đường top thì tôi không có cover được nhiều như rừng, bởi vì đường top thì tôi đi được lane của tôi thôi. Còn bảo vệ lane chứ, còn quan trọng là đường dưới đánh nhau hay sao là vẫn là do rừng là chính mọi người. Đó, nên là AD phế thôi game là cũng không thể tránh được nha. Đó, nói chung là đầu game trận này tôi di chuyển hơi ít. Đó, chỉ là tôi ở lane tôi ép một không thôi. Còn không di chuyển nhiều hơn nên là tem nó có lợi thế hơn tôi ở đầu game đúng rồi. Còn bây giờ thì không sao đâu, nói chung là bây giờ thì từng không lâu rồi ta. Đấy, cứ canh canh check map cho AD nhé mọi người. Nói chung là giờ có bụi nào check bụi đó nhá, chứ mà để cái một không nó mà nó giờ tầm này không chỉ nấp bụi thôi. Đó, nên là cứ check cho tem thôi. Còn lại thì AD mà có sai rồi đoán dễ lắm. Đây này, vừa nói xong này, nó qua nó múc này mọi người. Ăn không rồi chạy nhá, đau chưa. Ui, hất tung kìa. Trời ơi. Rồi, bổ này. Nhưng mà đi ra qua cover đánh cho tem nhá mọi người. Tem mình đang combat này, hay quá tem ơi. Rồi, giết luôn nhá, giết luôn rồi. Thằng rừng nó đâu rồi ta. Thằng rừng nó đâu rồi ấy nhờ. Biết rừng nó ở đâu rồi, à kìa rừng nó kìa. Đây, qua lượng blue. Nói chung là tôi ăn blue, tôi sẽ đứng lên đây tôi đốc nhá mọi người, đuổi nó đi. Đây, đứng đây này, nó ở đây này. Rồi, chém cho 1 này, đứt cho 2 này. Rồi, chỗ gì nó sẽ ra đây à, nên là nó sẽ chạy thôi mọi người. Rồi, đợi xíu thôi nhá. Đây rồi, anh bạn đây rồi. Ôi, trời ơi, tôi tưởng đánh thường trúng rồi, nên là tôi không có dí nữa mọi người. Trời ơi, phá nó mà đánh thường trúng, tôi quạt cho 1 thì khả năng nó đam còn to hơn nhiều nữa rồi. Rồi, bây giờ thì đẩy trụ lên thôi. Trận này tem bạn được con giòn hồi chơi game mọi người ơi. Ơi. Trời ơi. Gì mà hết hồn vậy anh ngủ không? Tới nhá, lui nhẹ cái cào trụ ấy. Rồi,
Bây giờ tôi hết máu rồi, tôi sẽ về nhẹ nhé. Ui ôi, ui dồi ôi, ông Mít. Ông Mít làm pha một mắt đó nha. Ông Mít ông lướt chứ cuối ông chạy cái ông lướt đập vào tường mọi người. Thế là lên bảng số luôn. Trời ơi, tầm này mà để mất tà hần. Ơi từ chưa ăn được, từ từ đừng ăn con tà hần nhá. Đấy, tầm này tem bạn được người để mất tà thần cái là hơi toang ấy, là từ nhá. Đây, nó đang dính tà hần này. Đây, qua cover cho nè. Rồi. Ui bổ mấy cái Mít mình cũng hết máu rồi, còn nát trong bụi kìa. Đó. Rồi. Từ thôi, nói chung là giờ cứ cố gắng lấy sai đợi cho. Ơ hay kìa. Ui. Ủa không. Ui. Có cứu AD, kìa. Ui pha này AD hay thế. AD vẫn sống được mọi người ơi. AD. Ui. Rồi pha này AD hay nè. Rồi, hay quá. Vậy trận đấu này kết thúc tại đây rồi mọi người. Rồi pha đó AD vẫn sống được à. Tôi thấy AD ảo thật đấy. Tôi không ngờ pha đó AD sống được luôn đấy. Mất tinh thần rồi chết luôn. Aya mà AD vẫn sống được. Chắc là tốc biến qua phiên trường kia để giữ vị trí với sau với con nắc. Hay quá, AD đến trận này đánh hay quá. Độ game hơi fit xíu thôi. Rồi, bây giờ thì tem bạn chết vốn thì trận đấu này chắc chắn là kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã coi clip nhé. Nếu thấy hay thì nhớ cho xin một like. Ui ôi, còn tốc biến à. Một like, một subscribe ủng hộ kênh tôi nhé mọi người. Còn mọi người hẹn mọi người ở clip sau nhé. Ok, bye bye. Hẹn mọi người clip sau, bye bye.